Hôm nay giới thiệu anh em một, một đôi nói chung là lau đĩa của Tech. Cái này chắc là không thể thiếu với audiophile rồi. Thì đầu tiên ấy, nó là phần này là phần lau CD này, thì nó còn nguyên siêu. Nó con này đẹp lắm, trước em có một con thì cũng bán rồi. Và cái bộ này là bộ lau mắt và test lại nhá. Thì em giới thiệu qua lại cho mọi người về cách sử dụng của con này. Nói chung là cái này hiếm lắm, là thi thoảng thì mới được gặp thôi. Những cái con mà còn nguyên siêu này thì nó cực hiếm luôn nữa. Thì con này nó là con lau đĩa CD nhá. Thì mọi người cách sử dụng thì cũng đơn giản thôi, mọi người cứ mở cái này ra này. Con này mới quá thì tôi làm mở ra. Ở đây, mở bên đây. Hơi cóng luôn. Đây, mở cái này nhá. Thì cái này nó chính là cái nước lau này. Đây nó còn nguyên cả cái bên người ta chưa dùng này. Đây này, người ta nguyên để này. Còn cái này là để lau cái mặt này. Thì khi bóc cái này ra nhá. Bóc cái này ra này mọi người, để em bóc thử cho mọi người xem luôn. Đấy, chưa có bóc luôn này. Mấy thằng kia chắc là mấy ông Nhật chắc là để cho nó đẹp. Đây. Đây. Đây nha, cái này thì nó CNC này, rẻ quẹt này. Đây mọi người để vào đây nhá, mọi người để cái đĩa vào đây. Đây. Mọi người để cái đĩa vào đây để ngược lên nhá. Để ngược lên xong là để cái đĩa vào, xong mọi người để cái này vào đây này, xoay cái này, rõ một tí dung dịch vào đây, dung dịch này vào đây. Em không có cái đĩa nào ở đây. Rõ với cái dung dịch vào đây, để ở đây xong là để theo cái thành này nó có cái bánh răng này này. Đấy, mọi người xoay theo này thì cái mặt đĩa ngửa lên thì nó sẽ được sạch. Đấy là một cái cách để mà vệ sinh đĩa của các audiophile chuyên nghiệp đấy. Chứ còn những anh em mình thì chắc là thôi chẹt phát vào trong áo là xong thôi, không có cái gì cả. Nhưng mà đây dành cho ai thích sự tỉ mẩn và cầu kê. Thì đây là một cái bộ này, là bộ lau đĩa trước này. Đấy, thế nó nguyên siêu này. Bộ này là bộ lau mắt nhá, mắt CD nhá. Thì ở trong đây nó có hai đĩa, một đĩa dùng để lau mắt này. Cái này nhìn đẹp lắm, nhưng mà em tiếc lắm, bán cũng tiếc, nhưng mà em ít chơi CD đâm ra thôi, dành cho anh em nào chơi nhiều thì em tháo lóc sau. Đây cái này là cái dung dịch này, và cái này là một cái để thay thế theo một cái mắt như này. Nó có hai cái đĩa này dùng để lau vào đầu nhá. Thì mọi người cứ chấm một ít dung dịch vào cái mắt này của nó này. Thế xong mọi người cho vào, xong rồi mọi người bấm play thì nó sẽ lau cái mắt đĩa sạch. Sau khi mà lau xong ấy thì nó có để cho mình cái đĩa để test. Đấy, để lại có những cái bài này, audio check này, short CD này. Thì có những cái bài này mình mở lại để mình nghe. Nếu mà mình cảm giác mà nó không bị vấp, đĩa không bị vấp, không có thứ ấy, thì là ok nhá. Thì cái đĩa này nó đẹp lắm. Rồi, rồi. Bộ này thì em bán một củ nhá. Anh em nào có nhu cầu thì alo em. Đây. Đĩa nó đẹp, đẹp vãi đái luôn. Màu xanh. Đấy. Đẹp lắm, nói chung là bộ này đẹp và hiếm. Đây là cái dung dịch để lau mắt này. Còn đây là dung dịch để lau đĩa này. Đấy nhá. Rất đầy đủ luôn. Đấy. Nó là cái bộ accessory của Tech ấy. Đây đằng sau này, Made in Japan nhá. Đây mọi người này, Made in Japan này. Đây Made in Japan này anh em nhá. Đây, cách sử dụng này. Cho chấm dung dịch vào này, sau đó lau này. Đấy. Rồi, ok, thank you anh em nhá.